Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta học bài số 2. Đó là chúng ta đi học bài tính diện tích xung quanh và thể tích hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều. Thế thì diện tích xung quanh và thể tích được tính như thế nào? Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ làm sáng rõ điều đó. Một là diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều. Bây giờ các em quan sát hình vẽ sau đây. Thầy vẽ một hình chóp tam giác đều. Thầy xoay trong không gian để các em quan sát. Hình chóp tam giác đều này có các cạnh bên bằng nhau và các cạnh đáy bằng nhau, tức là đáy là một tam giác đều. Em tưởng tượng hình chóp là nó nổi trong không gian để chúng ta bắt đầu xây dựng cái diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều này. Trước hết thì các em để ý cho thầy cái điều này này. Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều này là diện tích của ba cái mặt bên, đó là ba tam giác cân bằng nhau là tam giác SBC, SCA và SAB. Thì bây giờ thầy sẽ làm một cái động tác như sau. Các em quan sát hình vẽ một tí nha. Bây giờ thầy sẽ trải từng cái mặt này lên trên mặt phẳng. Thầy có cái mặt bên này này. Bây giờ thầy trải nó lên trên mặt phẳng này. Mới chữa cái mặt đáy BCA này. Thầy trải này đây các em này. Và mặt nào thầy cũng trải như vậy cả. Thầy trải nó ra đây. Rồi tương tự cái mặt SBC thầy cũng trải nó ra như vậy. Về mặt SCA thầy cũng trải nó ra trên một cái mặt phẳng chứa mặt phẳng đáy. Thầy xoay hình để các em quan sát một tí. Ba cái mặt được tô màu này là ba cái mặt bên được trải ra trên cái mặt phẳng chứa tam giác đáy. Các em nhìn vào đây thì các em mới thấy là nó nằm trên cùng mặt phẳng các em này. Thầy nằm trong cùng mặt phẳng không? Nhưng mà để thế này thì các em cảm thấy nó bị ảo ảnh đúng không? Cho nên cảm thấy nó không nằm trên một mặt phẳng. Bây giờ chúng ta nhìn từ trên nhìn xuống. Chúng ta nhìn từ trên nhìn xuống này. Đó. Thì tổng ba cái diện tích màu vàng này là tổng ba cái diện tích của ba mặt bên. Đó là chính là diện tích xung quanh của hình tròn. Tại vì điều này. Thì nghiêng lại thì các em để ý một tí. Nhiều khi bị ảo ảnh như các em, thì các em thấy ba cái mặt này nó không cùng nằm trong mặt này. Như vậy thì cái việc đi tìm cái diện tích xung quanh của hình tròn là chúng ta chỉ việc đi tính diện tích của một mặt. Diện tích của tam giác cân thì các em biết rằng là bằng 1/2 cạnh đáy nhân với chiều cao. Chiều cao của tam giác cân thì chính là cái đoạn thẳng nối trung điểm của các cạnh với đỉnh. Như vậy thì các em đã được biết được cách tính cái diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều. Thì cái diện tích toàn phần thì các em cộng thêm cái diện tích đáy tam giác đều này nữa các em.
là các em được diện tích toàn phần. Như vậy thì các em đã hiểu được cái diện tích xung quanh của hình tròn tam giác đều là như thế. Bây giờ chúng ta sang tiếp, chúng ta xem từ cái diện tích xung quanh của hình tròn tứ giác đều có được tính tương tự như vậy không. Bây giờ chúng ta qua mục tiêu. Bây giờ thầy cho một hình tròn tứ giác đều. Hình tròn tứ giác đều là một hình tròn mà có tất cả các cạnh bên bằng nhau và cả cạnh đáy bằng nhau, tức là đáy là hình vuông. Thì bây giờ thầy cũng làm một cái động tác trải mặt như thế. Bây giờ các em thấy là đây là cái mặt SDC này. Thầy trải cái mặt này trên mặt đáy các em. Thầy trải trên mặt đáy này. Thì nó trở thành cái mặt này các em này. Mặt này. Mặt này đây này. Mặt này chỉ là mặt bên SDC được trải ra trên mặt đáy này. Được chưa nào? Tương tự cái mặt bên còn lại thầy cũng trải trên mặt đáy luôn. Mặt bên thứ hai này, đó, mặt SDA thì trải trên đáy là trở thành là cái tam giác là AS2D này. Mặt thứ ba này là mặt SAB thì trải trên đáy này, là cái tam giác là AS3B này, là mặt cuối cùng. Bây giờ thầy xoay hình để các em quan sát tí. Khi thầy trải trên đáy thì các em lưu ý rằng là những cái mặt phẳng này nó nằm, những cái mặt bên này nó nằm trên cái mặt đáy, trên mặt phẳng đáy, thấy không? Nhưng mà các em nhìn thấy thế này thì nhiều khi các em thấy ảo ảnh, nó bị gập ghềnh. Bây giờ thầy sẽ cho các em nhìn trên nhìn xuống. Hình nó to quá, thầy thu nhỏ lại thì. Khi nhìn trên nhìn xuống thì các em thấy điều gì các em? Các em thấy bốn mặt bên là bốn tam giác bằng nhau đúng không? Bốn tam giác đó là bốn tam giác cân. Mà chiều cao của tam giác cân thì các em nối đỉnh này, với trung điểm của các cạnh đáy của đáy đấy các em này. Thì diện tích của tam giác cân hay là tam giác thương thì bằng đều bằng 1/2 diện tích đáy nhân với chiều cao. Thì cho nó những cái hình dạng để cho nó to nhỏ để các em biết luôn. Đấy, bây giờ thầy nghiêng lại các em quan sát. Ta nhìn từ trên xuống một lần nữa này. Đây là hình vuông. Khi chúng ta trải mặt bên lên mặt đáy thì cái diện tích xung quanh của hình tròn tứ giác đều này là bằng tổng của bốn mặt bên. Tức là chúng ta chỉ cần tính diện tích của một mặt bên thôi, chúng ta nhân với 4. Mà muốn tính diện tích toàn phần thì chúng ta cộng thêm cái diện tích mặt đáy là cái hình màu trắng này các em này. Thì chúng ta được diện tích toàn phần của cái hình tròn này. Từ đây chúng ta có kiến thức cơ bản. Đó là diện tích xung quanh của hình tròn tam giác đều là như cái hình lúc nãy. Còn đối với hình này là hình tròn tứ giác đều thì nó đều bằng tổng diện tích của các mặt bên. Như vậy là đối với hình tròn tam giác đều thì các em tính một diện tích mặt bên, sau đó các em nhân với 3. Còn đối với hình tròn tứ giác đều thì các em tính diện tích của một mặt bên, sau đó các em nhân với 4. Là bởi vì các mặt bên của các hình tròn này đều bằng nhau. Còn diện tích toàn phần thì các em sẽ lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích của đáy. Thì chúng ta kết thúc phần tính diện tích. Bây giờ chúng ta sang tiếp tục phần kiến.
kiến thức mới. Kiến thức mới như sau. Khi nãy thầy đã nói với các em rồi, diện tích xung quanh nữa. Bây giờ diện tích toàn phân là diện tích của bốn cái mặt bên được trải thì các em này, cộng với diện tích đáy một trắng giữa này này, thì người ta gọi là diện tích toàn phân. Và người ta kỳ hiểu là SP sẽ bằng S xung quanh của cái đáy. Thế thì diện tích toàn phân của hình chóp tam giác đều hoặc là hình chóp tứ giác đều, trong trường hợp này là hình chóp tứ giác đều, thì bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy. Tại vì S toàn phân là chữ TP là toàn phân, bằng S xung quanh là XQ cộng S đáy. Trong đó STP là diện tích toàn phân, SXQ là diện tích xung quanh và S đáy là diện tích của đáy. Như vậy là các em hiểu cái diện tích toàn phần được xác định bởi công thức như thế. Và các em nhớ để chúng ta vận dụng làm bài tập. Cái bài này thì cũng nghiêng hình lại cho các em xem. Thì khi chúng ta chiếu nó xuống, khi chúng ta nhìn trên xuống nhé, khi chúng ta nhìn trên xuống thì chúng ta sẽ được hình chóp như thế. Thầy có thể thay đổi cái độ lớn của em để các em biết các hình dạng của nó. Thầy thay đổi cái độ lớn đó để các em biết cái hình dạng của nó một tí. Thầy nghiêng lại để các em cảm nhận những cái hình chóp này nó cao từ từ được em. Chúng ta nhìn trên xuống một lần nữa này. Diện tích toàn phân là diện tích của bốn mặt này, gọi là diện tích xung quanh, cộng với diện tích hình vuông giữa này, thì đây chính là diện tích toàn phân của hình chóp tứ giác đều. Như vậy thì chúng ta đã có công thức rồi. Bây giờ chúng ta sang làm bài tập sau. Bài thực hành thứ nhất, một tấm bìa hình 2 này. Hình này là thầy nghiêng lại để các em quan sát một tí. Sách giáo khoa vẽ được em. Đó. Hình chóp tam giác đều đây này. Khi các em trải lên trên mặt phẳng mà chứa mặt đáy á, thì chúng ta được cái diện tích xung quanh của các mặt được tô bởi màu vàng đó. Được tô bởi màu vàng. Chúng ta nhìn từ trên xuống. Nhìn từ trên xuống, một tấm bìa hình 2, như vừa rồi thầy mô tả cho các em, được gấp thành một hình chóp tam giác đều, với các mặt đều là tam giác đều, tức là mặt màu vàng này là tam giác đều, đó là mặt bên đúng không? Và cái đáy cũng là tam giác đều chung cạnh nhé các em này, chung cạnh. Như vậy là chúng ta có bốn tam giác đều đúng không? Với số đo như hình vẽ, số đo là cái cạnh tam giác đều. Các cạnh là BA là bằng 10 các em này. Đường cao vẽ từ S1 xuống là bằng 8,7. S1 tức là thực chất là đỉnh S chúng ta trải ra đó các em. S2 là từ đỉnh S chúng ta trải ra. S3 là từ đỉnh S chúng ta trải ra. Trải như lúc nãy thầy trải cho các em. Bây giờ người ta nói tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần. Thì diện tích xung quanh thì các em tính diện tích của một mặt thì các em nhân 3 đúng không? Còn diện tích toàn phần là các em tính diện tích một mặt các em nhân 4. Là bởi vì sao? Trong trường hợp này thì bốn mặt đều là những tam giác đều bằng nhau, tức là chung một cạnh. Bây giờ chúng ta đi trình bày diện tích xung quanh của hình chóp là diện tích xung quanh thì bằng 3 lần diện tích của một mặt, tức là bằng 3 × 1/2 này, diện tích tam giác là bằng 1/2 này, kính đáy là 10 này, nhân với chiều cao là 8,7. Thì chỗ này các em sử dụng máy tính nhé, thầy bấm máy tính lại để các em quan sát này.
3 nhân về 1/2 nhân về 10 tiếp tục nhân với 8.7 thì các em được kết quả là 130.5 đơn vị là cm vuông. Bây giờ diện tích toàn phân thì bởi vì cái đáy này cũng bằng diện tích đáy cũng bằng diện tích mặt bên, vì sao? Vì cái hình chóp tam giác đều này với các mặt đều là tam giác đều, tức là các mặt đều bằng nhau, kể cả mặt đáy và mặt bên. Hình chóp này người ta gọi là tứ diện đều đó các em. Tứ là bốn, tứ diện đều tức là bốn mặt là những tam giác đều, gọi là tứ diện đều. Nó là một trường hợp đặc biệt của hình chóp tam giác đều. Hay nói cách khác, tứ diện đều là một hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau. Đó. Các em lưu ý đó. Thì bây giờ tiếp tục chúng ta đi tính diện tích toàn phân của hình chóp. Công thức vẫn là diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy. Thì trong hình này chúng ta tính 4 lần của một diện tích của một mặt. Tức là 4 x 1/2 x 10 x 7.8. Chúng ta kiểm tra trên máy tính một lần nữa này. Chúng ta chỉ sửa là số 4 thôi. Bằng 174 cm. 174 cm vuông. Như vậy là chúng ta đã hiểu rồi các em. Hiểu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp. Trong trường hợp này đó là hình chóp tam giác đều. Mà trường hợp đối với hình này đây là một hình chóp gọi là tứ diện đều. Để các em lưu ý điều đó. Hôm sau chúng ta tiếp tục học phần cuối của bài này. Đó là chúng ta đi học cách tính thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều. Thì các em nhớ đăng ký và bấm chuông để chúng ta theo dõi cái bài học. Bởi vì những cái bài này thầy thiết kế trên không gian M Care 3D của thầy. Cho nên là các em mới dễ hình dung như vậy. Còn nếu như không có hình này thì chắc chắn các em cũng hơi khó hiểu về trong hình vẽ, đúng không nào? Như vậy là thầy giúp các em học như vậy. Thì các em cố gắng theo dõi bài cho tốt. Cuối cùng thì chúc các em bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.